Đến với buổi live stream này, mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món ăn cực kỳ bổ và nhiều chất dinh dưỡng, từ kết hợp từ các loại trái cây, sữa chua và yến, để đem tới nhé, vitamin, những khoáng chất trong yến, những cái nguồn dinh dưỡng hoàn toàn tự nhiên, phù hợp với các bé từ 5 tuổi trở lên. Cái nguyên liệu chính có cái món của mình đó là các loại trái cây. Thưa, hôm nay mình sẽ dùng nè, có thanh long, xoài, táo, kiwi, nhãn. Và cái không thể thiếu đó là yến. Cái sốt của mình sử dụng cho cái món này đó là sữa đặc, mayonnaise và sữa chua yến. Để phụ thông hướng dẫn làm cái món này thì hôm nay có chị Thu Yến sẽ cùng Thông làm ha. Thì chị Thu Yến sẽ giúp Thông lột mấy trái nhãn ha, để Thông cắt trái cây. Mình sẽ cắt trái cây ha. Hôm nay hân hạnh được học theo thầy. Thường này thì mấy cái món này ở nhà mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó đúng không Thông? Đúng rồi. Ví dụ như là mình có rau theo mùa cho các bé thì thường là mình sẽ chọn rau nè. Các bé thì mình cho ăn trái dâu hoặc là những cái loại cái dễ nấm mềm, dễ rồi. Cho bé hơn. Tùy sở thích của mỗi gia đình hay là mỗi bé ha, mình sẽ lựa chọn cái loại trái cây phù hợp ha. Nhưng mà thường là chị thấy là chị làm thì ở nhà chị làm là các cái món sốt trái cây này thì sẽ bị chảy nước, như mình làm mình để được bao lâu, tại vì khi mà mình làm mình phải dùng liền. Còn có như là ở nhà chị dùng mà chị làm thì nó sẽ bị dễ bị loãng cái nước, giống như là bị nó không có được ngon á, cái nước rã. Thì ở đây bí quyết của Thông là gì ha? Bí quyết là sau khi mình trộn xong mình nên bỏ vào tủ mát nửa tiếng nha chị. Và sử dụng cái phần sữa chua mà nó cứ như sữa chua yến á, là rất là cái sốt của mình rất là cô đặc ha. Nhưng mà như vậy thì với các bé thì có ảnh hưởng đến cho bé không? Vì lạnh thường là các cha mẹ thì thường là không cho bé ăn lạnh. Không sao nha chị, tại vì các bé ăn trái cây và những cái sữa chua hay rau ua là những cái thường ngày mà ba mẹ thường là phải bổ sung cho các bé. Thì sau khi đó mình kết hợp mà các bé ăn trái cây không, các bé cũng ít ăn lắm. Nhưng mà khi mình kết hợp với những cái sữa chua rồi những cái sốt với thêm yến, nhiều khi các bé cũng ít ăn yến lắm luôn ha. Nhưng mà khi mà mình kết hợp với một cái món ăn đầy màu sắc như thế này, các bé rất là thích. Có vị chua ngọt các bé đúng dễ rồi. Ăn hơn đúng không? Vậy là cái yến xào là mình phải hấp trước đúng không? Tôi thấy là cái yến này là mình phải như cái yến tươi này xong rồi là mình đúng rồi. Cái yến tươi làm sạch sau đó mình sẽ ngâm 15 phút cho nó nở ra ha. Sau đó mình sẽ hấp 20 phút thì nó đã có cái thành phẩm là cái yến của mình đã hấp ha. Những sợi yến ha. Để mình trộn vào cái phần sốt. Thì thật ra lúc trước là yến là chỉ dành cho vua chúa cung đình thôi. Nhưng mà hiện nay thì với cái Việt Nam rất là nhiều cái nhà nuôi yến ha. Mình đã nuôi được rất là nhiều yến và cái giá thành cũng rất là mềm, để cho mọi người đều có sử dụng được những cái sản phẩm tốt. Đó là yến thì nó có 18 loại axit amin mà cơ thể con người không có thể hấp thụ được mà phải lấy thông qua thức ăn. Thì trong yến nó có đầy đủ. Mà thường một tuần như vậy thì theo kinh nghiệm của Thông thì một bé hay là một người, định lượng một người thì mình sẽ dùng bao nhiêu yến là đủ? Mỗi lần ăn thì các bé chỉ nên ăn từ 2 tới 3 gram ha. Và mình sẽ cho các bé ăn cách một ngày hoặc hai ngày mình phải ăn để cho hấp thụ hết cái chất dinh dưỡng. Thì nó sẽ không bị lãng phí. Và yến cũng hơi mát nữa nên là mình cũng không nên cho ăn nhiều quá ha. Theo mình biết thì thường là mình sẽ cho bé ăn trước khi đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 tiếng đúng không? Đúng rồi, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy là những cái lúc ăn yến tốt nhất đó chị. Khách hàng thì thường thì phản hành hay là hay hỏi mình là giữa yến huyết và yến bạch yến bình thường đó, thì cái sự khác nhau sẽ như thế nào đó, không? Dạ, cái yến huyết đó chị thì nó sẽ hấp thụ những cái chất kẽm
từ trong cái vách đá canxi chất kẽm nhiều hơn thì nó sẽ làm đỏ lên cái phần tổ yến, nhưng mà cái yến huyết thì thời gian nó thẩm thấu phải lâu hơn, mình thu hoạch lâu hơn từ yến đảo, và cái yến huyết thì nó chỉ có hơn một chút xíu là cái hàm lượng chất kẽm trong trong cái tổ yến thôi, là cái để nó tạo thành cái màu đỏ mình gọi là yến huyết á. Mà trong dân gian cũng hay thường là lưu truyền đó là yến huyết được tạo nên từ máu con chim yến, như vậy thì có đúng không? Dạ cái đó hoàn toàn sai nha chị. Tại vì cái đó là không chính xác đó nha. Vì cái máu của mình khi mình cắt tay vào tay á, máu ra liền á, là sẽ đông và nó sẽ đen. Còn cái tổ yến huyết đó là màu rất là đỏ ha. Thì cái máu nó ra nó đen thì đó là cái phản hóa học rồi. Đó nó chỉ thẩm thấu từ cái chất kẽm từ vách đá thì nó mới thành màu đỏ thôi. Như vậy thì cái mình khi mà mình tư vấn cho khách hàng á thì thường là tùy theo cái sức khỏe của khách hàng, hay là khách hàng thường thì yến sẽ có tác dụng đối với những cái trẻ mà bị suy hô hấp hay những người thiếu dinh dưỡng, như phụ nữ mang thai. Vậy thì giữa yến huyết và yến đảo, yến nhà như vậy thì cái những cái hàm lượng dinh dưỡng căn bản là không khác nhau lắm. Nhưng đúng mà rồi, mình rất cần phải tư vấn cho khách hàng hay là người tiêu dùng mà mình dùng cái loại nào cho phù hợp không, hay là tùy vào cái kinh tế là chủ yếu thôi. Vì cái hàm lượng dinh dưỡng hoàn toàn nó là không khác biệt nhiều nha chị. Nó đối với yến huyết là giá thành rất là cao, nhưng mà nó dinh dưỡng nó chỉ hơn một xíu là chất kẽm nhiều hơn ha, nên là mình cũng không cần phải nhất thiết là phải sử dụng yến huyết ha. Vì giá thành nó cao gần như là gấp 4 tới 5 lần yến. 4 gấp 5 lần. Thì nếu mà về giá trị kinh tế thì chúng ta vẫn phải dùng yến nhà, nhưng mà quan trọng là cái cách dùng chúng ta phải... Dạ đúng rồi, cái cách dùng mình phải am hiểu một xíu về yến ha. Đó là mình dùng như lúc nào là tốt nhất ha. Đó là lúc nãy mình đã nói qua là buổi sáng khi mình mới thức dậy á, thì mình sẽ sử dụng yến là tốt nhất, hoặc là trước khi mình đi ngủ á, thì nó có nhiều thời gian để mình hấp thụ được hết cái chất dinh dưỡng trong cái yến ha. Rồi thứ hai nữa là mình sử dụng, không phải là mình có điều kiện mình ăn nhiều ha, mà mình phải ăn đúng định lượng của nó, đó là mỗi lần chỉ từ 2 tới 3 gram cho thiếu nhi, người nhỏ tuổi. Còn người lớn tuổi một xíu thì lên tới được 5 gram, nhưng phải 2 ngày sau mình mới quay lại mình ăn tiếp ha. Thì mấy ba mẹ hay có quan niệm là con mình mập rồi, béo phì rồi thì không cho ăn yến nữa, thì như vậy là đúng hay sai không ha? Dạ, cái trong cái tổ yến không có hàm lượng chất béo hay là chất đạm hay nha chị. Nó chỉ có những cái acid amin cần thiết cho cơ thể, và nên là mình không có sợ ảnh hưởng gì tới cân nặng của các bé ha. Kinh nghiệm mười mấy năm mình yến rồi, hỏi cho kỹ. Đúng rồi, khai thác trình để luôn mà. Tại vì thật ra là cái yến nó cũng không khó làm là mấy đâu, nhưng mà thật nhiều người lại cũng không biết tới nó nhiều. Vì người ta cũng cứ nghĩ là cái món ăn để dành cho vua chúa là người ta nghe tới là mắc rồi. Hoặc là một số người thì kêu là nó bổ quá, hay là bây giờ kêu là sợ tăng cân, bây giờ con tôi đủ cân rồi thì không cần. Nhưng mà cái đó là sai nha, đó là những cái suy nghĩ sai về yến ha. Thì yến bây giờ... cái thời gian ăn để mà thẩm thấu cái thực phẩm hay là hàm lượng dinh dưỡng gì thì mình đều phải có cái thời gian ăn. Đúng rồi. Để cho cơ thể thẩm thấu, chứ không nhất thiết là phải ăn một lần thật là nhiều xong rồi ngưng lại không ăn, hay là cứ tập trung ăn một lần hoặc là ăn nhiều loại thì cũng không có kết quả đúng không? Với lại khi yến thì mình sẽ kết hợp, mình đang nhu cầu cơ thể, mình sẽ lắng nghe nhu cầu cơ thể đang cần gì ha. Thì ví dụ như mình thiếu vitamin thì mình nên ăn cái món này. Cái món trái cây trộn sữa chua với yến. Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ đường tiêu hóa từ sữa chua. Các loại vitamin làm đẹp da và các bé thì rất cần nhiều vitamin từ trái cây. Rồi cái món này thì mình cắt nhỏ rau, cắt nhỏ các loại trái cây ra tùy theo cái người sử dụng, đối tượng sử dụng. Ví dụ các bé thì mình cắt nhuyễn hơn một chút, còn rồi cái bé nhỏ thì mới ăn dặm thì mình cắt nhỏ một xíu. Còn trái cây mềm, rồi các loại trái cây mềm. Rồi mình thích ăn trái cây gì thì sẽ sử dụng cái đó ha. Ví dụ như dâu tây vẫn được ha, đu đủ, chuối,
Nói chung là các loại trái cây Việt Nam mình là mình thích ăn cái nào thì mình bỏ vào mình trộn chung ha, vì cái sốt của mình là nó sẽ chua chua ngọt ngọt béo béo ha. Thực ra ở những cái nước châu Âu người ta rất thích ăn cái thanh long nha, ở Việt Nam thì mình thấy nhiều á. Nhưng mà những cái nước châu Âu thì cái này gọi là trái cây cao cấp rồi đó, đúng rồi, trái cây cao cấp. Thu gọi là thần dược cũng có tác dụng ngừa ung thư nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Gần như yến là có tác dụng ngừa ung thư. Cái này là nó tăng hỗ trợ miễn dịch ha. Hỗ trợ miễn dịch rất là nhiều luôn. Thì ngăn ngừa bệnh tật nè, bổ sung sức khỏe, ngừa bệnh tật. Ví dụ như thời điểm này thì dịch ở mình cũng đang có chiều hướng bùng nổ à, thì mình nên ăn những cái sản phẩm nó sẽ bổ sung vitamin và bổ sung vitamin để nó sẽ có kháng thể nhiều. Trái cây rất là nhiều vitamin để bổ sung cái kháng thể. Mình có kháng thể thì tất nhiên là mình sẽ tránh được những cái sự xâm nhập. Đúng rồi, từ virus vi khuẩn. Và đặc biệt là đối với trẻ em nha các bạn. Dạ. Những cái món này thì cực kỳ là dễ ăn đúng không? Trẻ em thì sức đề kháng lúc nào cũng yếu hơn người trưởng thành ha, nên mình nên bổ sung từ những cái thức ăn thay vì khi bệnh mình phải uống thuốc, thì trước khi đó là mình sẽ bổ sung những cái thực phẩm tốt như thế này thì mình sẽ không phải uống thuốc nữa, khi mình vì mình sẽ không có bệnh, có sức khỏe rồi mà. Trẻ con thì mấy tuổi thì mình sẽ bắt đầu cho nó ăn được. Thì tốt nhất là bé trở 2 tuổi trở lên là mình cho ăn nha, không cho ăn lúc còn nhỏ quá, vì dưới 2 tuổi thì tốt nhất là vẫn là sữa mẹ ha. 2 tuổi trở lên mình sẽ bổ sung nhiều. Kinh nghiệm phụ nữ 1 tuổi nó bỏ sữa rồi. Thì thường phụ nữ hiện đại thì 1 tuổi là hầu như 6 tháng là bỏ rồi, nhưng mà 1 tuổi thì mình vẫn tư vấn là khách hàng là 1 tuổi là được ăn, nhưng mà cái hàm lượng mình ăn sẽ hàm, nhỏ hàm thôi. Lượng cho nhỏ là ăn như với ăn sữa chua yến này, hàm lượng ít này, hay là những cái hũ yến chân của mình ít thôi. Không nên ăn nhiều. Mình chỉ bây giờ mình cho mỗi một tô là một hũ sữa chua. Dạ yeah, đúng rồi, mình sẽ trộn một hũ sữa chua yến ha. Chị bỏ một hũ sữa chua yến vào ha. Hũ sữa chua yến. Sữa chua yến này thì thường là làm theo cái công thức là đậm đặc. Không có chất bảo quản, cũng không có chất tạo đặc tạo sánh như ngoài thị trường. Cái yến sẽ được động ở phía dưới cái đáy hũ á. Em thấy có những cái sợi yến có sẵn dưới đây này hả? Không, cho tôi mượn cái muỗng này để cái này. Cái sợi yến đồng ở phía dưới, ở dưới đây mình cũng có. Tại vì khi trong quá trình ngâm á, thì cái sợi yến ủ á, thì cái sợi yến nó phải lắng đồng xuống dưới các bạn. Các bạn thấy là cái sữa chua này nó không có chảy mà nó cũng không loãng nước giống như là ngoài thị trường không thấy. Và cái độ chua cũng vừa phải, cái độ chua nó cũng sẽ không có chua gắt quá giống như các loại trên thị trường nên rất là dễ cho các bé hấp thu. Rồi tiếp theo ha, mình sẽ sử dụng cái phần marinade, mình chỉ đổ nửa hũ này thôi ha. Mình lấy một hũ sữa chua yến và sau đó mình bỏ lại, mình đong ha. Mình đong cái này cho nó đúng định lượng ha. Thì rồi chị cũng lấy nửa hũ ha. Đúng là hôm nay đi được học với thầy, hồi xưa giờ ở nhà mình làm, mình chỉ có đổ hũ sữa chua ra và mình trộn với trái cây thôi các bạn. Bữa nay có thầy dạy thêm là sốt marinade cộng với lại là sữa đặc sẽ giúp cho sản phẩm của mình nó ngon, béo hơn và không có bị chảy nước mà mình bảo quản lâu hơn đúng rồi. Tiếp theo là cái phần sữa đặc ha, mình cũng đong nửa hũ vào cái hũ yến của mình luôn ha. Rồi. Chị đong đầy cái hũ đó là vừa định lượng luôn. Món này cực kỳ dễ làm các bạn. Mình thấy mình bắt chước không mất nhiều thời gian ha. Không mất nhiều thời gian. Vì dù sao mỗi ngày cũng phải gọt trái cây cho con nó ăn mà. Đúng rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần yến vào. Cho vào đó là 3 gram yến ha. Thì cũng cho vào 3 gram ha. Hào phóng rồi. Trộn đều lên ha. Cái này thì nếu như mà mình làm thì mỗi lần mình ăn bao nhiêu thì nhà mình vừa canh đủ lượng ăn
của gia đình và ăn hết trong ngày thôi. Dạ, đúng rồi, mình chỉ ăn trong ngày trái cây thì sau khi đã trộn mình bỏ ăn, ăn luôn cũng được ha. Như thế này là mình đã ăn luôn được rồi. Hoặc là muốn mát mát hơn vào ngày hè thì mình bỏ vào tủ mát 30 phút ha. Là được. Đó, chị thấy cái sốt của mình không có bị chảy nước ha. Rất là sệt, ngon ha. Đã nhờ sữa chua ngon. Đúng rồi, sữa chua của chị trộn rất là ngon. Rồi, thật ra là đây là cái món dễ thu hút các bé nhiều hơn, nếu mà có dâu tây rồi là những cái màu, dạ, sắc màu đỏ sắc. Đỏ rồi nữa thì dễ thu hút các bé. Ok, có một cái tác dụng của sữa chua Yến nữa mà mình cũng muốn giới thiệu ấy. Thông hồi xưa giờ chắc bên Yến chứ không cũng biết là sữa chua cũng có tác dụng trong vấn đề dưỡng da đó, đúng không? Dạ đúng rồi. À, nếu mà mình ăn thì nó sẽ khỏe ở bên trong, nhưng mà đối với phụ nữ thì cần phải có vẻ bên ngoài nữa. Cho nên là cái sữa chua Yến này sẽ còn có một tác dụng nữa đó các bạn. Tức là khi mà mình sử dụng xong rồi á, tại vì da mặt mình không có nhiều, cho nên là các bạn cho bé ăn xong rồi thì còn các phần thừa dưới này là mình cứ massage lên cái da mặt của mình, khoảng mình massage đều lên da mặt của mình. Mình để khoảng 30 phút đến 45 phút thì mình rửa mặt lại bình thường ha, thì mình cũng được cái tác dụng đôi là bé khỏe còn mẹ thì đẹp. Tiện quá ha chị. Tiện lợi, một sản phẩm mà nó có mấy tác dụng luôn. Đúng vừa rồi. Khỏe trong, vừa khỏe cho con, khỏe mẹ mà đẹp mẹ nữa. Đúng rồi, cái món này không phải chỉ trẻ em đã ăn mà tất cả mọi người đều ăn được nữa ha. Thì trẻ em thích ăn trái cây nên Thông làm món này hướng dẫn để cho trẻ em ha. Nhưng mà Thông sẽ làm một cái món để dành cho người lớn nữa ha. Những cái Tức là món Yến thì mình sẽ chế biến được rất là nhiều món ăn. Đúng rồi. Nó rất là nhiều món ăn và là mình sẽ chế được rất là nhiều món ăn và mình xưa sẽ giờ thì cứ nghĩ phù hợp cho lứa tuổi Yến xào và nhu cầu của cơ thể. Xưa giờ cái nào cứ nghĩ là Yến xào chỉ có chân đường phèn rồi chân táo đỏ, chân gừng đồ bình thường thôi, nhưng mà thật ra thì nó sẽ chế biến được rất là nhiều món các bạn. Dạ yeah, đúng rồi, hôm nay mình sẽ làm một cái món cho trẻ em trước ha. Những một cái buổi hôm sau chúng ta sẽ làm một cái buổi món cho người lớn, dân văn phòng ha. Thì để thêm một ít cái phần dinh dưỡng thêm trong cái món ăn ha, sẽ cho một ít cái phần ngũ cốc. Trong một tham linh có phần ngũ cốc để tạo màu sắc cho cái món ăn á, sử dụng cái phần sốt ha, một cái sốt dâu tây và một cái sốt chanh leo ha, màu đỏ và màu vàng. Sẽ xé ra. Thường thì món này mình dùng tráng miệng cũng được, tức là sau bữa ăn. Nhưng mà nếu như có thể thì mình dùng vào buổi sáng, các chị em phụ nữ thì cũng hay dùng vào buổi sáng. Mấy chị em ăn kiêng đúng không? Đúng rồi. Ăn kiêng dinh dưỡng hoặc ăn thực dưỡng thì các chị hay thích là ăn trái cây và những cái thực phẩm nhẹ nhàng vào trong buổi sáng để giữ sức mà không mất sức, mà cái vừa giữ dáng giữ cân luôn, thì đây là một cái sản phẩm mà phù hợp với các chị. Bé thì mình cho ăn trong cái giờ ăn cơm, sau giờ ăn cơm hay là ăn dặm cũng được, đúng không? Đúng rồi, cái bé thì mình sẽ cho ăn vào cái sau giờ ăn cơm, buổi trưa cũng được ha. Trưa sau giờ ăn cơm cho bé mới ngủ dậy ha. Ngủ dậy mình sẽ cho các bé ăn, thì khi ngủ dậy là cơ thể đang rất cần hấp thụ ha. Cho bé ăn đó là cái món của mình đã xong ha. Món ăn đã hoàn thành, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Cảm ơn Thông là hôm nay được đi theo thầy thì có thêm được những cái món ăn hấp dẫn và mình có thể dễ dàng làm ở nhà cho các bé hoặc mọi người trong gia đình dùng luôn. Không? Rồi, sẽ hẹn chị Thu Yến chương trình sau mình sẽ làm một cái món cho giới văn phòng ha, người trung niên. Mình sẽ có rất là nhiều món từ Yến luôn á. Rồi, ok, cảm ơn Thông. Rồi, chào tất cả mọi người.